Hello, hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em đánh giá một chiếc xe như thế nào là rẻ, như thế nào là mắc. Thì mình không có đánh giá trên một xe người khác, mình đánh giá trên cái xe mình. Và thật sự nó rất là muôn vàng cái kiểu mà để mà hài lòng cái chủ xe. Tùy theo cái khía cạnh mà chủ xe, ví dụ như mình là một người thợ thì khía cạnh mà xe để cho thỏa mãn mình á thì nó hơi khó khăn một chút. Nhưng mà mình cũng là người dễ tính, kiểu nào mình cũng mua được. Hư máy cũng mua, mà hư điện cũng mua, xe tai nạn mình cũng mua, sao mình cũng mua được. Tại vì mình có rất là nhiều thế mà mình có thể mà khắc phục được nó, cho nên cỡ nào mình cũng mua. Mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em, những cái người mới chơi, biết một cái cách mà để đánh giá xe. Thứ nhất, mình thường thấy mấy anh em hay hỏi giá bao nhiêu. Không cần coi xe làm sao, giá bao nhiêu rẻ hơn chỗ kia 5-10 triệu là thấy khoái rồi đó, là tới là lụm. Nhưng mà chưa đi coi cái xe cao hơn 5-10 triệu. Nó bị dính một cái tình trạng như vậy đó. Thì hôm nay anh em đừng có suy nghĩ như vậy. Có nhiều người nói cái xe đời cũ mà sao chạy mới có mấy ngàn cây. Đó là tua chắc. Đó là những cái người không có kinh nghiệm xị xe, không có kinh nghiệm xài xe, cho nên nói cứ quy ước theo 5 tháng là phải tốc chạy trung bình là bao nhiêu cây. Nhưng có rất nhiều người, giống như cái xe này chẳng hạn, mình mua từ 500 cây số, vỏ zin còn như mới luôn, mọi thứ như mới, mua bên em Đại Nam Nguyễn Trần đúng không, ai cũng biết. Mình mua nó về, mình chạy trên sân được bao nhiêu lâu đâu, mình đâu chạy xe này ra đường bao giờ. Biển số mình còn không gắn thì mình chạy ngoài đường làm sao được. Và cái xe này khi mình gắn cái bô này chạy ngoài đường rất là ồn ào đó. Thì anh em mua, ai mà mua cái xe này á, mình có full một cái set bô AK Movit, mà set bô full cho con xe này rất êm ái và hiệu suất rất là cao. Full một set ra từ bô bầu cổ dip on ra bô AK, giá mới bên hãng KTM. Nếu mà anh em chơi KTM hồi xưa, mua bên hãng KTM Sapa thì sẽ biết được cái bộ set bô này giá mới nó khoảng 25 triệu, bây giờ mình chỉ để cho anh em 13 triệu thôi, nó còn như mới nha. Mình có chụp ở trên cái trang cộng đồng ở trên YouTube, anh em lên đó xem. Thì mình bao gắn lết and lay cho nên rất là nhanh ha, ịnh lên thôi đó. Và quay lại cái cuộc coi xe, thứ nhất mình tới một coi con xe, giá xe trên lệch biên độ dao động nó tầm 10 triệu, 20 triệu, anh em đừng quan tâm. Cứ mình đã không có kinh nghiệm thì mình đi coi xe thì mình tới nên coi cái xe nó từ cái rẻ đến cái giá cao, mình sẽ rút ra được cái gì, cái đồ đạc trên xe và chất lượng của xe nó còn tồn tại ở cái tình trạng hiện tại nó ở mức độ nào. Ví dụ như tới mua xe, anh em kêu cặp vỏ mắc quá, nhưng mà vỏ bám đường thì rất là mắc. Cái vỏ mà dành cho cái con xe mà để mà đủ bám đường nó rất là mắc, thì anh em phải coi cái cặp vỏ nó còn tình trạng như thế nào, đúng không? Ví dụ như cặp vỏ này gai gió giữa còn chưa đứt đó, là tình trạng nó còn mới vậy thôi. Cặp vỏ này mình mới chạy qua cái cuộc thi sâu hấm bên hông cũng chưa mòn rồi ha. Những cái ở trên xe nè đó, mình chạy ra tới mép luôn thì nhưng mà nó chưa có mòn được cái những cái logo trên xe, nghĩa là mới chạy có 15 lap ha, không có nhiều. Rồi tình trạng thứ hai là vấn đề ô đô của xe thì cũng đừng thèm nhìn trên cái gì, trên cái dĩa thắng trước và sau. Thứ nhất, thắng có bị tím tái không, cái này là nó có cái nhìn cái dấu nhưng mà anh em giờ nó chưa có mòn đó. Bố thắng là còn rất là dày, lúc có bố thắng zin á, bố thắng đen mình thay luôn cái bố SBS vô, mà bố SBS nó còn dày cui như vậy, nó chưa có mòn, anh em thấy. Rồi đó là những cái món đồ cơ bản từ heo thắng, bố thắng cho tới vỏ. Bây giờ nhìn đi qua sinh trong dĩa, đây sinh trong dĩa nó còn chưa, cái này là mình mới gắn cái bộ này gắn sâu, cộng sên là sinh mới đó, dĩa này cũng là dĩa mới à. Đó, anh em nhìn thấy nó chưa có mòn ở cái mất đi cái anod à, mất đi cái anodize ở cái lớp vỏ ngoài đó, thì làm sao nó mòn được. Và sơn trong dĩa đều là đồ mới của em rep à, hãng em rep là đồ xịn rồi, gặp thêm cộng sơn mới nữa. Sơn này là sơn tán chết nha, chứ không phải là cái sơn xài khoe nha anh em đó. Mình thay ra cộng sơn VR46, mình gắn cộng này vô cộng mới. Nhà mình không có mấy cái đồ cũ ha. Đồ nào mà của khách thay ra hư thì mình đã trả lại cho khách rồi, mà đã hư thì mới thay, cho nên kêu đồ cũ không có.
Rồi thêm những cái phụ kiện tiếp theo, nó là đồ chơi của xe, giống như full bộ gác chân. Anh em phải biết bộ gác chân này bao nhiêu tiền. Bộ chân này đang bán ngoài thị trường 12.500, mình mua được giảm được 15% thì nó cũng đâu đó khoảng là 10.500.000 hay 11.000.000 gì rồi. Đó là bộ gác chân này mua mới, hai bên chưa bị té ngã ha. Mới mua chạy chắc được 300 cây. Rồi tiếp theo là bộ kit phục ISS sâu 7.500.000. Đồ này mình đặt đồ new. Và anh em biết một điều rằng á, là khi cái này là cái chỉnh lại cái rebound của cái phuộc nè. Đó, mình xài những cái đồ này mình phải biết xài. Ví dụ như khi mà mình cái tình trạng phuộc rất là mới rồi, cả kíp trước còn mới hơn là mới gắn luôn. Mới gắn chạy 15 lap mà full một cái bộ kíp trước kíp sau này thấy 10 mấy triệu rồi. Đó, mà 10 mấy triệu này anh em không có trừ hao mòn được, tại vì mình chưa có xài nhiều, mình chỉ đi rất là ít, có 300 cây thôi. Cái phục sau 300 cây, phục trước mới có 15 lát. Đó, thì những cái món đồ này mình phải tính nó là đồ mới thay, mình chưa có xài. Đó, thì mình mới cộng tiền vô được, mình biết được ừ cái xe này cái chất lượng là mấy nè, như mới nè, nhớt nè, kéo qua nè, nhớt vàng ươm nè, không có phải màu đen nè, mới thay nhớt luôn. Đó, rồi trang thiết bị trên xe nó còn bao nhiêu phần trăm, rồi mới cộng vô lại thì mới biết con xe đó rẻ hay mắc và chất lượng nó như thế nào, tình trạng như thế nào. Anh em mua con xe này mình bán 108 mà anh em mua một con xe mới zin trong hãng đã là 109 nhưng chưa có ra tên, đó chỉ là giao hải quan, anh em sang tên hải quan tầm 10 đến 15 triệu nữa thì con xe nó phải ra 120 mấy triệu, bằng đời với xe mình. Nhưng về chắc chắn những cái đồ đó phải thay ha, ở cấp độ đó, cấp độ tiêu chuẩn của con xe, như không thể nào bộ gác chân đó nó chuẩn bằng bộ gác chân này được, không bằng bố thắng, nó không thể nào bằng cái bố thắng này được. Và bánh trước bánh sau mình nó canh lại thay bật đạn xịn và canh lại những cục canh chuẩn hơn bằng nhôm, nó chuẩn hơn rất nhiều, vận hành nó nhẹ hơn rất nhiều và bánh xe rất là chuẩn. Đó, rồi đường bô, một vô sân thì chạy bô này, còn hai anh em chạy bô AK chạy hàng ngày thì gắn bô AK vô. Nó có bát gắn zin cho con xe này, nó sản xuất cho con xe này về hiệu suất và độ tiếng ồn nó rất là vừa phải, nó không ồn như xe này, như cái bô này, nhưng nó hiệu quả rất là cao về cái nước hậu, cải thiện nước đề thì nó không bằng cái bô này đâu, tại bô này mình không có dùng bầu, còn bô kia mình dùng bầu. Anh em biết để làm được cái đường bô này mình mất hết cái đường bô này 20 mấy triệu. Đó, để làm sao mà hài lòng mình rất là cực anh em. Từ cái đường bô của KTM này cực kỳ khó chứ không hề dễ đâu, không dễ nha. Tại vì á, cái đường bô con này bắt buộc phải qua cái bầu thì mới hiệu quả, mà mình muốn nó thoát lẹ hơn mình bỏ bầu luôn thì phải cái kích size của nó, kích thước size cổ nó phải phù hợp nữa, không thôi là nó không đạt ha. Rất là nhiều thứ nói không hết rồi đâu, mỗi người phải chiêm nghiệm những cái vấn đề này. Còn mà anh em, mình khuyên anh em tại sao mà gắn những cái set bô full là vậy. Bô full nó có những cái cấp độ nữa cả. Bô full dành cho cái xe zin, bô full dành cho xe lên nồi mở dàn đầu, mở đầu có nghĩa là sấy hút nạp đồ ha, lên xúc bắp hay gì đó, hoặc là cổ nạp cổ xả đó. Đó là nó có tech 1, tech 2, tech 3 là vậy. Anh em mua những cái bô cho nó phù hợp, dành gắn vô cho cái xe bô xăng lửa thôi, là mình lên lọc gió, mình lên bô đó vậy thôi, mình lên bougie. Mình đã lên bougie laser iridium cho cái con xe này luôn, một cái bougie đó tới 700 mấy chục ngàn. Đó, cực kỳ đắt tiền, rất là nhiều thứ, chút mà rất mất tiền. Còn cái bougie zin của nó sản xuất Ấn Độ nhìn nó cũng ấp dễ sợ, nó không ổn định bằng cái này được. Rồi bình mình thay vô trong xe là bình pin luôn rồi, lọc gió DNA rồi. Đó, nước ly quy. Bây giờ ai mà muốn chạy đường phố, muốn sử dụng cái tốc độ trên đồng hồ thì gắn cái ABS, cục ABS vô, gắn như zin vô thôi. Đường dây vẫn là đường dây như thế này, có sẵn hết, gắn vô là sẽ có odo, sẽ có tốc độ km trên giờ. Còn mình thì mình không bán được thì mình để xài, mình không quan trọng, cho nên là không có gấp. Đó, cho nên mình sẵn mình lấy ra mình tư vấn cho anh em. Những cái đồ mình làm vô mà mình xài rồi thì nó khác,
Còn những cái đồ mà người ta thay vô mà người ta chưa xài á, mà đồ xịn á, thì anh em rất là lợi ha. Rồi, giống như con xe này mình mới bán được cho một người khách ở ngoài Vũng Tàu. Bây giờ rửa xe mang ra. Xe này cái dàn chân mình đã làm lại hết rồi. Từ thắng heo dầu xin nhông dĩa, mình lên dàn đầu lòng của R15V1 sản xuất Indo nha. Bộ nồi Lip Plus của nồi thông minh đó, của R15V3 đó, mình thay vô luôn rồi. Đi cái bình pin này mình lấy cho anh em coi. Chỉ còn cái xe này nó có cái lọc gió zin thôi, chứ cái xe này anh em mua về đi cái lọc gió, đừng có xài mấy cái Uma đồ, nó dởm lắm. Mua cái lọc gió DNA hoặc là Canon của con xe này nè. Đây, cái bình pin anh em thấy không? Bình này không chịu mấy rồi. Xe này nguyên con nước sơn zin. Này dây thun. À đây, dây thun IC zin. IC zin thì mình để lại cho chủ xe nè. Cái này á, là cái gắn vô cái chỗ cái bô e đó, để cho nó đưa lên trên nó không bị dính nước ở đây nè. Thì hiện tại á, rửa xe đừng có xịt nhiều vô đây quá ha. Tại vì mình lấy cái này ra để cho nó đủ gió. Anh em nên thay một cái lọc gió Canon hoặc DNA để cho cái gió nó vô được nhiều hơn ha, nó hiệu quả đốt tốt hơn. Đó anh em cộng đi. Một anh em nhìn những cái con xe mà bên nước ngoài người ta build á, bên Nhật nè, bên những cái nước châu Âu, Mỹ người ta build á, người ta không có gắn lè loẹt như con xe bên mình. Con xe bên mình nhiều anh em mua cái xe về á, dán keo chùm rồi dán đủ thứ, gắn linh tinh lên xe. Đó là cái sở thích anh em. Nhưng mà để mà thay một cái bình nhớt nó lệch nhau 50 ngàn thôi là anh em lại suy nghĩ. À nó dính vậy ha. Rồi anh em lại không để ý tới nhớt của một bạn mình nó ra nó mở bán nhớt xe. Nhớt này ngon lắm mà không biết thay nhớt gì, mình hỏi thay nhớt gì không biết luôn. Đó, đó là một lại những cái mà đáng ra phải suy nghĩ lại không suy nghĩ, đáng ra cần phải làm lại không làm. Rồi đi thay những cái không đáng thay lại thay. Giống như con xe này từ năm 2011 tới giờ nước sơn zin đâu có dán keo đâu. Nó cũng có bị ngã chày bên này rồi vẫn để vậy. Không thích thì thay luôn dàn áo. Bộ dán nguyên một cái bộ keo bao nhiêu tiền à? Dán keo anh em biết chỉ nửa năm. Phải lột ra, không lột ra nó bị chết keo, nó dính vô nó sẽ hư sơn. Đó, vậy thay gì người ta đi vậy luôn. Cái sơn zin này nó chày vậy à? Dặm sơn đánh bát lại như mới có gì đâu. Không, như cái dàn sơn này đánh bát lại như mới thôi. Còn không tới giờ, xài tới giờ lâu quá, 5 năm thay luôn dàn áo mới có nhiêu tiền đâu. Không, dàn áo zin đàng hoàng. Không cần thiết phải làm những cái trang bị không đáng có. Còn cái xe này, bình xăng con Uma họng 28 ga dẹp, mua đã 2.7-2.8 rồi. Đi đường bô Uma, lên nồi Lip Plus, lên full đầu nồng 150 của R15 tỷ số nén 11.5. Đi nó mạnh như quỷ, mạnh lắm. Canh xe ở mức độ là zin chứ không phải là ga ùn ùn đi cờ hợp không. Đi như xe zin. Dặn là có, nhẹ nhàng êm ái. Lên một cái tay côn, tay thắng Rambo zin của xe. Đó. Vậy thôi, chạy bao phê. À có cái phục trước hôm kỳ mình thay phốt mà mình để dầu vô hơi nhiều. Về xả bớt dầu ra chút là đẹp. Nó hơi cứng. Mình thay phục, mình thay dầu li quy vô, mình để hơi nhiều dầu. Đó. Cặp vỏ. Cặp vỏ này cũng mắc tiền hơn những cái vỏ thường. Max trailer. Sơn nhông dĩa, em rep cộng sơn này cộng sơn Nhật. Cộng sơn này là 600 mấy chục ngàn. Không phốt. Đi sơn Nhật không cần phốt đâu anh em. Nó êm ru, có tiếng kêu. Coi sơn có dùng tăng sơn giùm anh luôn nha. Đó. Mình bán cho chủ xe là 19.500.000. Đó, anh em thấy bây giờ mua một con xe này mà đẹp như vậy á thì đã là khoảng 16 17 triệu mà về làm vô có bèo cũng phải 5 7 triệu mới ngon được. Còn mà cái tình trạng mà như xe mình trên một chiếc xe đẹp rồi á mà làm vô như mình á, mình làm như mình phải 10 mấy 20 triệu. Thấy sơ sơ vậy thôi nhưng mà nhìn con xe không? Nó vẫn giữ cái nét zin.
nhẹ nhàng lịch sự, nhưng mà nó lại mạnh. Đó, nó mạnh lắm. Xe này ra chạy khoảng 130 mấy là chuyện hiển nhiên luôn á. Chuyện rất là bình thường. Đó. Vậy thì cuối cùng là anh em tham khảo cái giá nó rẻ hay là cái chất lượng nó phải phù hợp với túi tiền nó hay hơn. À, cái xe mình rửa lại nhìn nó chỉ hụi dơ, rửa lại mới chét từ ngoài trong. Dầu thắng là đi dầu ly quy, từng cái chút đó, với lại mỗi lần thay nhớt là mình thay một cái lọc nhớt. Tại 3.000 cây hoặc 4.000 cây mình thay nhớt một lần. Mình đi bình nhớt ly quy tới 300 mấy chục ngàn một bình. Cái xe chạy nó khác liền à. Xuống dưới chạy là chỉ có ghiền thôi. Chạy nó nhẹ nhàng lắm, chứ không phải như xe độ. Cái kiểu mà để mà đi mà chạy mấy trăm mét á, thì ra nó mình phải ém ga, mình nhồi, mình ấy luôn. Còn cái này nó như xe zin vậy á, mà nó lực, chạy đã lắm. Cái này ta nói là full 150 đó, là cái này. Nhưng mà full 150 đi đồ gì nữa ha, đừng có nghĩ là full 150 nhiều lắm. Anh em vô cái tiệm á, xe nhỏ nó đồ nhiều, đồ nhiều cốt lắm. Ví dụ như hả, Uma nó mắc hơn Red Leo đi đó, ví dụ vậy. Cũng là 150 đồ khác nhau đó, nhiều đồ nhiều giá lắm. Cho nên là và nhiều chỗ sẽ phối nhiều loại đồ, chứ không phải là một hãng, nhiều hãng. Cho nên là tùy cái giá của cái khách hàng. Đây mình đặt đồ Indo giờ mình lắp không, tất nhiên cốt nó phải cao hơn cái đồ Việt Nam rồi. Rồi sau đó tới cái cách lắp đặt, cách siết lực, cách canh xe, mỗi một chỗ một khác nữa. Chứ không phải hả, tôi mua nguyên bộ đồ xịn không, về mà canh không đúng, làm không được, vô nó cũng không hiệu quả. Đây mình không nói mình nha, rất là nhiều chỗ anh em làm xe nhỏ cực kỳ tuyệt vời. Mình không chuyên xe nhỏ, nhưng mà xe nhà là dư cái để làm. Còn mà để mà độ chuyên sâu á, thì không thể nào bằng những anh em hiện tại được. Nhưng mà là làm xe zin mà, làm xe zin dễ ợt à. Lắp đặt cái xe mô tô khó hơn cái lắp đặt cái xe này nhiều. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ. Xe chỉ có chạy xíu bên này thôi. Xe này của anh Long, công an quận 7. Cho nên chạy xưa không ít chạy, kỹ lắm. Đó. Mình chạy xe này, anh em mình chạy cũng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi, nhưng mà cái lên 150 là mình mới lên đây chạy được khoảng 2.000 cây. Chứ không phải là lâu. Đó, về chạy một thời gian mình mới lên đây thôi. Mới lên đây thì giờ nó muốn chạy tay ga, cho nó không có muốn chạy cái xe tay côn nữa. Cho nên mình dư xe mình bán, chứ cái số tiền này đối với mình cũng không quan trọng lắm, để nó cũng được, nhưng mà dư xe nó phí đi, không xài cái để đó nó hao mòn hàng ngày. Giống như anh em đi, anh em chăm sóc, anh em rửa ráy sạch sẽ, nhìn xe nó đã lắm đó. Nó vừa là cái tài sản, vừa là tiêu sản thiệt. Đối với một số người nó là cả tài sản, kể cả cái xe kia cũng vậy, gom tiền để mua nó. Sên được rồi em ơi, rửa sên, xịt sên giùm anh luôn nha. Đây mình xịt dưỡng sên ly quy được không? Đây. Xịt cho cách không lấy tiền cũng vậy. Tăng sên, rửa xe, tăng sên, cân bánh miễn phí. Cân bánh lại cho anh luôn nha. Canh rồi thôi, rửa sên xịt sên. Về mấy anh em vệ sinh sên, xịt dưỡng sên vô đi bền lắm. Bộ sên ông dĩa này đi 30.000 phải re. Đi 30.000 cây trong tình trạng ổn định nha, chứ không phải như mấy cái bộ sên mấy trăm ngàn bộ đi khoảng 3.000 cây rồi tăng sên mấy lần, không phải. Từ lúc thay sên tới giờ chưa tăng lần nào, mà giờ mới coi rồi, tưởng nó dùng nó không dùng luôn. Mà vận hành xịt thì êm luôn, chưa có xịt sên. Từ từ xịt. Anh em nhìn quay nè, không nghe nó kêu luôn. Quay vận hành nhẹ không? Đó.
đó là xe nhà chạy mà chưa có phải là xe để đi vua, xe để đi mà chạy trong sân nó ác hơn nữa. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, đó là mình chia sẻ cho anh em để chọn một chiếc xe. Thường những người biết chơi xe á, hiếm khi họ bán. Giống như xe này mình không cần thiết bán. Lúc đầu hứa để cho một người để người ta qua coi, rồi mình từ chối rất nhiều người, xong người ta cũng qua luôn. Rồi cái người mua này là người chưa coi luôn. Lạ vậy đó. Mà có một người qua coi nhưng mà biển 70 là Tây Ninh, người ta tưởng biển Sài Gòn, tại vì cái ông anh Long này là làm việc ở Sài Gòn nhưng mà ảnh gốc hộ khẩu ở Tây Ninh, cho nên là biển số vẫn là Tây Ninh nhưng mà ảnh làm việc ở Sài Gòn đó, thì người ta tưởng biển Sài Gòn mà đây là biển số 70 chính chủ đó. Chỉ một người coi là do biển số không phải Sài Gòn nên ta không lấy. Còn cái người hứa qua coi thì không coi, mà người mua thì lại là người không coi. Nhiều cái mắc cười lắm anh em. Đôi lúc mình bán con xe mình kẹt tiền, mình bán rẻ mà xe ngon nha, cái mình bán không được. Cái thời gian mình không thèm bán nữa, mình để đi. Cái mình để đi lại có người hỏi. Mình nói không, không có, em kẹt em bán giá đó. Giờ em không bán giá đó nữa. Thật sự em không muốn bán nữa. Đi người ta lại đòi mua, mà bán được giá cao hơn lúc đầu mới đập ấy chứ. Chứ không phải là ở đây mình bán rẻ là đồ không ngon, không có đâu. Giống như xe kia tới giờ là lỗ banh xác 70 triệu. 70 triệu là bình thường á, mình nghĩ là hơn. Tại con xe đó bill vô gần cả 100 rồi đó. Tính sơ sơ 70 thôi, 70 triệu mà chưa được hưởng, mới hưởng 300 cây. Nhưng mà mình trải nghiệm xong. Có những cái mua bán thì phải lời, có những cái trải nghiệm là phải lỗ. Đó là chuyện hiển nhiên bình thường. Chứ giờ giống như mình khai thác, mình thay những cái đồ cũ vô mình bán vẫn được vậy, nhưng mà mình không thích vậy. Thậm chí ai mua mình tặng hết cái đồ zin cho, nhưng mình lấy lại làm gì đâu. Mình đâu còn KTM thứ hai, mình đâu có chơi xe này nữa. Đã không chơi xe này nữa mới bán. Còn nếu mà chơi thì sẽ không bán. Tại không phải nó đồ bị hư, nó cũng chưa có phải là nó xuống máy hay gì cả. Đó, chẳng qua là có cái dự định mới cho nên không sử dụng thì bán. Rồi cảm ơn anh em. Anh em nào có bảo dưỡng xe, sửa xe chu vi khoảng 400 km đổ lại thì bên mình có xe vận chuyển, sẽ hỗ trợ anh em chỉ lấy 1 triệu tiền xe. Dù anh em ở Nha Trang đi nữa, giống như Nha Trang hiện tại mình nhận chở 2 triệu là 6 triệu đồng cho anh em bảo dưỡng tổng quát hay sửa chữa bên mình. Khi mà anh em một chiếc người đi xe thì tốn mất 6 triệu thì không có rẻ. Nhưng mà nếu hai chiếc đi cùng một lúc á, thì chia ra mỗi người 3 triệu cho hai chuyến giao nhận luôn á, thì đó là quá rẻ ha. Rẻ ngang bằng với gửi tàu, mà tính ra rẻ hơn gửi tàu. Tại vì cái vận chuyển ra tàu rồi tàu mới chở đi, tàu chở từ Nha Trang vô là 1,5 triệu, 2 triệu là cho là 3 triệu đi, còn tiền vận chuyển từ đây ra tàu rồi nữa đó. Hiện tại khách gửi vô xe Nha Trang vô bằng tàu thì mình ra giao nhận ở tàu, mình không nhận tiền. Và khách cũng phải giao nhận ở tàu ở ngoài Nha Trang khách nữa đó. Cho nên tính ra là mình giao nhận tại nhà ở Nha Trang giá 6 triệu đồng cho hai chiếc xe là rẻ anh em, và an toàn nữa. Cột ở trên xe chuyên chở của mình nó sẽ có, thứ nhất là ben đẩy lên xuống, cái thứ hai là ở bên trong đó, có những cái cảo để cột xe và mình biết cách cột xe. Cái thứ ba là để giữ cái xe là có những cái bệ đỡ như vậy, chứ không có ép nó qua cái chân trống. Thường những cái xe mà người ta cột ràng không có cái bệ đỡ đó, cái chân trống người ta ép xuống, người ta siết cái xe xuống ép chân trống, cong chân trống hết, còn không gãy bách chân trống hết. Ducati là gãy bách chân trống hết luôn, còn những cái xe này là cong chân trống hết, xệ trống hết đó. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Khi anh em cần hỏi những gì mà anh em cứ comment vô hoặc chia sẻ thêm những gì cho mình, anh em comment ở dưới cái video này để mình học hỏi thêm, và khi mà mình sẽ trả lời những cái thắc mắc khi anh em comment ở dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.